Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với luật thuế giá trị gia tăng. Một trong những cái sắc thuế đầu tiên để mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần đọc phân tích văn bản pháp luật vào sáng thứ bảy hàng tuần. Thế thì trong cái nội dung phạm vi của cái phần này thì chúng ta sẽ có tìm hiểu một số những các cái nội dung như sau. Cái thứ nhất ấy là về cấp độ văn bản pháp luật thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về luật thuế giá trị gia tăng. Thế thì trong cái cấp độ để xây dựng văn bản pháp luật ấy và áp dụng tới doanh nghiệp ấy thì có cái văn bản cao nhất đó chính là luật. Sau đó cái thứ hai đó là nghị định và cái thứ ba đó là thông tư. Thế thì trong cái nội dung này, trong cái phần thuế giá trị gia tăng này thì tôi muốn chia sẻ tới anh chị em một số những cái nội dung, những cái điều như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tóm tắt về luật thuế giá trị gia tăng và các cái luật sửa đổi bổ sung để chúng ta hình dung được tổng thể cái văn bản pháp luật cao nhất quy định về thuế giá trị gia tăng thì nó sẽ nằm ở đâu. Nó giúp cho chúng ta để làm chủ được tất cả các cái vấn đề, các cái nội dung khi mà chúng ta trong quá trình khi mà chúng ta làm việc và chúng ta áp dụng ở trong doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta cũng cần biết cái văn bản đấy gốc của nó nằm ở chỗ nào. Thế còn các cái vấn đề liệu trước tôi đã từng tóm tắt cho anh chị rồi hướng dẫn về vấn đề liên quan đến phân tích rồi quyết toán. Thế tuy nhiên rằng đó là khi mà chúng ta làm việc ở trong doanh nghiệp ấy thì chúng ta muốn làm chủ ấy, thì chúng ta phải quay về văn bản gốc của nó. Đấy, thế thì trong cái phạm vi đầu tiên đó là gì? Luật thuế giá trị gia tăng và các luật sửa đổi bổ sung ở các cái mốc thời điểm. Đấy, sau đó thì đến cái buổi hôm sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nghị định. Nghị định là các cái văn bản dưới luật, hướng dẫn luật, và sau cuối cùng là thông tư. Sau ba cái cấp văn bản đó là luật, nghị định, thông tư thì sau đó thì chúng ta sẽ quay lại tóm tắt về cái vấn đề áp dụng thực tế ở doanh nghiệp, hướng dẫn các cái vấn đề liên quan đến kê khai rồi nộp thuế. Thế thì từ đó với cái mục tiêu đó là gì? Chúng ta hoàn toàn làm chủ được tất cả các cái nội dung và các cái văn bản để chúng ta tra cứu, chúng ta áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Và bây giờ thì tôi xin đi vào cái văn bản thứ nhất, đó chính là cái luật thuế giá trị gia tăng. Luật thuế giá trị gia tăng thì số 13 năm 2008, Quốc hội khóa 12 ban hành vào ngày 3 tháng 6 năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Thì trong cái luật thuế giá trị gia tăng được ban hành thì bao gồm có tổng thể là 14 chương 16 điều quy định về thuế giá trị gia tăng. Đấy, thế thì chúng ta đọc luật thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Nó sẽ khá là cô đọng, tóm tắt những cái nội dung căn bản quy định ở trong luật này. Đấy, thì chúng ta lướt qua khá là ngắn gọn thôi. Thế thì để từ đó chúng ta hiểu được tổng thể tinh thần của luật thuế giá trị gia tăng. Và cơ bản thì cũng khá là dễ hiểu. Đấy, tuy nhiên rằng khi mà chúng ta áp dụng trong doanh nghiệp thì đây cũng là một sắc thuế lớn. Đây là một cái sắc thuế rất lớn để mà khi áp dụng trong doanh nghiệp thì cũng có đầy rẫy những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở trong doanh nghiệp khi mà thực hiện. Đấy, thế nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy đi lướt từ đầu đến cuối để chúng ta nắm được tinh thần của luật thuế giá trị gia tăng. Thứ nhất là chương 1 thì quy định chung. Trong chương 1 này gồm có 5 điều. Điều 1 đó là phạm vi điều chỉnh. Phạm vi điều chỉnh của luật này thì là luật thuế giá trị gia tăng thì quy định về đối tượng chịu thuế, rồi là đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ vào phương pháp tính thuế, rồi là khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì là cái điều 1 nó quy định về cái nội dung như vậy. Cái điều 2 đó là thuế giá trị gia tăng. Nó định nghĩa về thuế giá trị gia tăng là gì? Sau đến điều số 3 đó là đối tượng chịu thuế. Ở đây có cái điều 3 và điều 5 thì anh chị em dừng lại đọc kỹ cho tôi. Ở trong cái thuế giá trị gia tăng ấy, khi mà áp dụng trong doanh nghiệp ấy thì có một cái điều rất quan trọng khi mà cái sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp của chúng ta, khi mà chúng ta vào làm bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, để tránh các vấn đề liên quan đến rủi ro là chúng ta phải mở văn bản này để chúng ta tra cứu. Khi anh chị tra cứu ở đây thì phải xem là cái mặt hàng của mình đang kinh doanh là đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế. Đấy, thì phải phân biệt được cái chỗ điều 3 này. Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ
sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng trừ các cái đối tượng quy định ở điều 5. Đấy, thế thì tất cả các cái hàng hóa sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các cái mặt hàng quy định ở điều 5 không chịu thuế thì là các mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng. Đấy, sau đó lát nữa chúng ta sẽ đến cái điều quy định. Đấy, cái điều 8 nó sẽ quy định về thuế suất. Nghĩa là chịu thuế giá trị gia tăng thì nó sẽ có thuế suất. Thì đây là một cái nội dung mà chúng ta cũng cần, cũng khá là dễ hiểu thôi. Nhưng mà chúng ta cũng cần nắm được tinh thần để từ đó. Đấy, trong cái hồ sơ mà tôi đã từng chia sẻ cho anh chị em về tổ chức công tác kế toán ấy, thì đến cái phần gọi là cập nhật văn bản pháp luật để áp dụng cho doanh nghiệp của mình ấy, thì chúng ta bắt buộc phải tra cứu cái mặt hàng hóa của chúng ta kinh doanh ở trong doanh nghiệp làm đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế. Đấy, hôm trước có một chị hỏi, có một câu hỏi là doanh nghiệp của em kinh doanh về phân bón thì bán cái mặt hàng về phân bón thì kê khai thuế giá trị gia tăng nằm trên tờ khai ở chỗ nào ấy? Đấy, thì xin thưa đó là gì, bất kỳ một ngành hàng nào để không bị rủi ro về vấn đề liên quan đến tính sai nhầm thì chúng ta phải vào đây chúng ta tra cứu. Đấy, thì đấy là tôi xin phân tích ở cái điều số 3, đó là đối tượng chịu thuế. Thế còn điều 4 quy định về người nộp thuế. Đấy, thì khi người nộp thuế thì chúng ta sẽ cần phải, nghĩa là ai là người phải chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng này. Đấy, thì nó quy định ở trong điều 4. Sẽ đến điều số 5, đó là đối tượng không chịu thuế. Đây là một trong những cái nội dung rất quan trọng. Khi mà chúng ta làm trong cái ngành nghề sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ của chúng ta cần phải tra xem là mặt hàng của chúng ta có được nằm trong đối tượng không chịu thuế không. Thế thì trong cái điều 5 này nó quy định 25 nhóm ngành hàng, đây từ 1 cho đến 25 nhóm ngành hàng là đối tượng không chịu thuế. Tuy nhiên rằng cái này nó sẽ được sửa đổi bổ sung ở các cái luật sau thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật. Và nó sẽ được sửa đổi liên tục thay đổi từ trong các cái lần thay đổi. Bản chất tại sao lại có cái đối tượng không chịu thuế? Là bởi vì một số các cái ngành hàng mà cần được ưu đãi để giúp cho cái vấn đề các cái ngành hàng đó thì quy định ở trong luật thuế giá trị gia tăng. Tóm tắt có 25 cái ngành hàng này là cái ngành hàng mà thuộc về đối tượng không chịu thuế. Khi mà anh chị em đi thi chứng chỉ hành nghề, nhất là các cái phần trắc nghiệm ấy, các cái phần lý thuyết thì sẽ hỏi xoáy vào vấn đề này rất nhiều. Và khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta buộc phải tóm tắt thôi, chúng ta cố gắng nhớ, chúng ta hình dung, chúng ta tóm tắt lại để sao cho chúng ta nhớ được cái vấn đề này. Thế thì cái đối tượng không chịu thuế thì cái nhóm thứ nhất này đó là đối tượng về trồng trọt chăn nuôi mà là tự sản xuất đánh bắt. Đấy, thế thì không phải là tất cả. Thế thì cái này nó rất dễ bị gây nhầm lẫn giữa cái đối tượng là không chịu thuế và đối tượng chịu thuế, thì anh chị cũng cần phải đọc khá kỹ thì chúng ta phân biệt được. Đấy, thì tôi xin tóm tắt này, một là gì, đối tượng nó nằm trong trồng trọt này, hai là các cái sản phẩm về giống vật nuôi cây trồng này, thứ ba là gì, tưới tiêu cày bừa nhưng mà nó phải là gì, là nội đồng này. Đấy, thì chúng ta phải phân biệt được tại sao lại có những cái mà khi cái công ty kinh doanh đi xây đi làm các cái vấn đề đấy thì có những cái đối tượng này chịu thuế, có những cái đối tượng thì lại nằm không chịu thuế. Thì chúng ta cần phải phân biệt khá kỹ ở trong những cái điều này, hiểu sâu, đọc tra cứu kỹ, phần nào chưa rõ chúng ta hãy list ra rồi sau đó thì chúng ta cùng nhau xem lại. Và trong trường hợp mà không rõ nữa thì chúng ta cần phải làm công văn để hỏi, để xác định chính xác xem là sản phẩm của chúng ta nó có nằm trong cái đối tượng này không.
nha. Thứ ba này, thứ tư là sản phẩm muối này làm từ nước biển hay vân vân này, nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước này, chuyển quyền sử dụng đất này, bảo hiểm nhân thọ này, dịch vụ cung cấp tín dụng này, dịch vụ y tế này, bưu chính này, các cái dịch vụ về vệ sinh cấp thoát nước công cộng này. Đấy, những cái anh chị em nào mà trong cái công ty mà làm về vệ sinh môi trường ấy, thế rồi là làm về cái cây xanh cảnh quan ấy, thì nó sẽ nằm trong cái đoạn này này. Duy tu sửa chữa này, sau đó dạy học này, phát sóng truyền hình này, xuất bản này, vận chuyển hành khách lại bằng xe buýt và xe điện này. Đấy, thì ví dụ như là cái chuyện là gì, vận tải hành khách bằng xe buýt, xe điện thì được, thế nhưng mà chúng ta mà đi ra, chúng ta đi xe mà lên tuyến ấy thì không có, không được. Thế thì trong những cái thứ đó là khi mà chúng ta tra ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta là nó cần phải rất là cẩn thận. Đấy, thì ở đây chúng ta chỉ cần nắm trong tinh thần văn bản luật thôi, còn khi áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình thì cần phải tra cứu cẩn thận kỹ. 17 là các cái máy móc thiết bị mà thuộc cái loại trong nước chưa sản xuất được thì khi nhập khẩu về thì nó là đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Mười tám là vũ khí khí tài để phục vụ cho an ninh quốc phòng này. 19 là hàng hóa nhập khẩu thuộc về hợp tác viện trợ nhân đạo này. 20 là hàng hóa chuyển khẩu này. Cái hàng hóa chuyển khẩu này thì tôi đã từng tư vấn đấy, có nghĩa là gì, cái đợt đấy là gì, tôi có một cái khách hàng là gì, họ nhập khẩu cái thiết bị phụ tùng ô tô từ Hàn Quốc quá cảng sang Việt Nam, sau đó chuyển sang các nước ở bên châu Âu. Thế thì cái việc mà cái hàng chuyển khẩu đấy có nghĩa là gì, nó chỉ dừng lại ở đấy xong nó làm thủ tục hải quan chuyển tiếp đi, thì đấy là đối tượng không, đấy là đối tượng mà không chịu thuế giá trị gia tăng. 21 là chuyển giao công nghệ này. ACMEN là lĩnh vực lập trình phần mềm máy tính này, nghe chúng tôi này. Đấy, trà mãi cũng chỉ cần lấy có 4 cái chữ này thôi này. Ví dụ như là cả cái lĩnh vực kinh doanh của ACMEN cần tìm tra bao nhiêu các cái văn bản như thế này thì cũng cần tìm ra được đúng 4 chữ là phần mềm máy tính nằm ở trong cái thứ tự 21 điểm 21 điều số 5 đối tượng không chịu thuế. Khi mà chúng ta đọc cả rừng văn bản như này ấy, mà áp dụng trong doanh nghiệp nhiều khi chỉ có mấy chữ thôi. Đấy, ví dụ như doanh nghiệp của chúng tôi chỉ có 4 chữ này thôi, phần mềm máy tính. 22 đó là vàng nhập khẩu dạng thỏi này. 23 đó là sản phẩm về xuất khẩu tài nguyên này. Đấy, cái xuất khẩu tài nguyên này này là sản phẩm xuất khẩu tài nguyên khoáng sản này. Đấy, thế thì tí nữa nó sẽ đến cái điều mà chúng ta cùng nhau trao đổi về cái phần thuế xuất ấy. Rồi với vấn đề liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng ấy. Ví dụ như là gì, các cái khoáng sản khai thác tài nguyên thì nó không nằm trong đối tượng để được hoàn. Đấy, thì các cái lần sửa đổi của luật rồi nó sẽ quy định ra. Đấy, thì tại sao như vậy? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. 24 là sản phẩm nhân tạo để dùng cho cái cơ thể người, ví dụ như là người để phục vụ cho người khuyết tật. 25 đó là hàng hóa dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập trung bình tháng thấp hơn ở dưới mức tối thiểu. Đấy, thì tóm lại ở trong cái điều 5 này là một trong cái điều khá là quan trọng. Khá quan trọng.
khi mà chúng ta kinh doanh cái mặt hàng nào đó thì chúng ta tra xem là chúng ta nằm trong đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế. Đó là bước đầu tiên. Trong chương 1 gồm 5 điều thì điều 5 là điều quan trọng nhất. Mất nhiều cái thời gian để chúng ta tra cứu và tìm hiểu. Rồi có một cái điều nữa, đó là rồi chúng ta sẽ cần phải phân biệt giữa 0% và không chịu thuế. Thì sang điều 8 chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Sang cái chương 2 đó là căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Căn cứ để tính thuế, điều 6 là căn cứ tính thuế giá trị gia tăng. Thì căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. Cái giá mà để chúng ta tính thuế và thuế suất. Khi mà chúng ta xác định là doanh nghiệp của chúng ta nằm trong đối tượng không chịu thuế rồi, thì thôi mấy cái phần dưới khỏi cần phải tìm hiểu. Đến điều 5 này mà cha mà thấy à đối tượng không chịu thuế rồi. Đấy, ví dụ như là chúng tôi nằm trong này, phần mềm máy tính thì là đối tượng không chịu thuế. Thế cho nên tại sao trên cái hóa đơn ấy viết ấy, nó có một cái gạch chéo ở chỗ phần này. Là đối tượng không chịu thuế. Thế còn hôm trước cũng có một câu hỏi của bạn, đó là gì? Doanh nghiệp em gia công phần mềm máy tính thì là đối tượng không chịu thuế hay thuế 0%? Thì tôi đã trả lời cho các bạn ở trên nhóm ấy là gì? Nếu như bạn gia công phần mềm mà nằm ở đối tượng sản phẩm ở trong nước thì nó là đối tượng không chịu thuế, nó nằm trong điều 5 này. Điểm 21 điều 5. Nhưng nếu như mà cái phần mềm mà bạn lại gia công cho nước ngoài thì đấy là đối tượng 0%. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ để anh chị em thấy được. Khi mà chúng ta thực hiện ấy, chúng ta đã cùng nhau làm các cái tờ khai hàng tháng rồi, chúng ta trả lạ gì với thuế giá trị gia tăng cả. Từ hóa đơn chứng từ bằng cái mua vào bán ra, lập tờ khai, rồi là chúng ta thực hiện các cái vấn đề liên quan đến. Anh bật cái điều hòa anh cái. Chúng ta không còn xa lạ gì đối với vấn đề liên quan đến cái công tác kê khai thuế giá trị gia tăng, tính thuế. Thế nhưng mà chúng ta tìm lại văn bản gốc để giúp cho chúng ta tự tin với chính những cái việc của chúng ta làm. Đó là chúng ta cần phải tra cứu vào luật như thế này. Đấy. Căn cứ vào phương pháp tính thuế thì gồm có căn cứ là gồm là gì? Giá tính thuế và thuế suất. Và bây giờ giá tính thuế. Điều 7 quy định về giá tính thuế. Thế thì ở đây nó chỉ có một vài những cái điểm này. Cái điểm thứ nhất ấy, là giá tính thuế. Thì đối với các cái hàng hóa mà có thuế tiêu thụ đặc biệt ấy, thì giá tính thuế là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. Có nghĩa là nó cộng với cái giá gốc, cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt để mà chúng ta tính ra thuế giá trị gia tăng. Thế còn đối với hàng hóa nhập khẩu thì nó phải gồm có giá hàng hóa nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu, sau đó tính nhân thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì chúng ta lưu ý, chúng ta đọc tra cứu kỹ. Thế thì ở trong doanh nghiệp có những cái vấn đề gì sai phạm trong vấn đề giá tính thuế này không? Đấy, ví dụ như có rất là nhiều những anh chị mà mua giá đầu vào, giá đầu ra xuất thấp hơn giá đầu vào ấy. Tôi hỏi có vấn đề gì không ấy, thì nó chính là gì? Nó nằm trong cái mục giá tính thuế này này. Khi mà chúng ta tra cứu mà chúng ta hiểu được rõ bản chất của vấn đề và tinh thần của luật thì chúng ta sẽ tự tin để áp dụng và lý giải cho cái vấn đề đấy của chúng ta có được hay không được. Đấy, tại sao mà khi mà chúng ta xuất hóa đơn đầu ra rồi có một rất nhiều những các cái doanh nghiệp mà bán hàng ra, sau đó thì vì cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng cuối cùng, người mua hàng họ không lấy hóa đơn,
thì theo quy định thì họ lấy hay không lấy đó là việc của người mua, còn người bán là bắt buộc phải xuất hóa đơn đầu ra để chúng ta tính. Khi mà chúng ta xuất hóa đơn đầu ra thì đấy là gì? Căn cứ vào giá tính thuế này, sau nhân với thuế suất này, để chúng ta xuất cái hóa đơn đầu ra, để từ đó căn cứ vào đó thì chúng ta ghi nhận được là gì? Giá doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra và thuế giá trị gia tăng đầu ra, căn cứ vào đầu ra đầu vào để từ đó chúng ta kê khai, chúng ta nộp thuế. Thì trong rất nhiều các cái doanh nghiệp mà kinh doanh các hàng tiêu dùng bán trực tiếp cho các cái cá nhân tiêu dùng cuối cùng chứ không phải tổ chức, cho nên là họ không quan tâm đến cái tờ hóa đơn đó. Thế cho nên là có rất nhiều những cái tồn kho ảo rất là nhiều, có nghĩa là bản chất bán hàng nhưng không xuất ra. Thế sau khi mà xuất ra thì lại thậm chí là gì, có những mặt hàng xuất ra dưới cả giá mua vào. Vậy điều đó đúng hay sai thì anh chị đọc kỹ ở cái này nhá, điều 7 quy định về giá tính thuế khá thú vị đấy. Khi mà chúng ta hiểu tường tận vấn đề này ra thì câu chuyện chúng ta sẽ làm chủ được các cái công việc mà chúng ta thực hiện. Cái gốc, cái cội nguồn nó nằm ở đó. Đấy, thì trong cái điều 7 có quy định về giá tính thuế thì anh chị tra cứu kỹ giúp cho tôi. Sang điều 8 về thuế suất. Thuế giá trị gia tăng hay là bất kỳ một cái sắc thuế nào đó thì khi mà chúng ta vào chúng ta tra cứu thì phải nằm xem là gì, đối tượng đấy có chịu thuế hay không chịu thuế. Đấy. Nếu không chịu thuế thì thôi, an tâm rồi, khỏi phải lo, khỏi phải sợ rủi ro gì. Thế còn khi mà là đối tượng chịu thuế thì chúng ta cần phải tính giá tính thuế và thuế suất. Đấy, thì đến đây đối với thuế giá trị gia tăng, thuế suất nó có 3 cái mức. Thứ nhất là mức 0%. Thứ hai là mức 5%. Và còn lại không nằm ở trên mục là gì, đối tượng không chịu thuế thì là đối tượng chịu thuế. Mà đối tượng chịu thuế mà không nằm ở mục 0%, không nằm ở mục 5% thì còn lại là nằm trong mục 10%. Cho nên là gì, trong thực tế mà tôi đã từng tư vấn ở trong doanh nghiệp thì gặp không ít những trường hợp doanh nghiệp bị nhầm thuế suất, có nghĩa là lẫn lộn giữa 5% và 10%. Có mà có đấy, có nhiều đấy. Đấy, thì bây giờ tôi xin giải thích cái thứ nhất là thuế suất 0%. Tại làm sao lại có thuế suất 0%? Thì thuế suất 0% là áp dụng cho các cái hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế. Thì mục đích là gì? Là cái việc khuyến khích về cái việc xuất khẩu hàng hóa, có nghĩa là bán cái hàng hóa đấy ra nước ngoài. Nhằm một mục đích là gì? Thu hút ngoại tệ về, cân bằng cán cân thanh toán. Mà không phải nguyên Việt Nam đâu, gần như tất cả các nước họ đều khuyến khích các vấn đề liên quan đến xuất khẩu. Cho nên là gì, khi mà cái hàng hóa mà xuất khẩu ra nước ngoài thì sẽ thu được cái ngoại tệ về. Thì các cái mặt hàng hóa đó nó quy định chi tiết. Đấy, là ở 0% đây. Đấy, thì nó có quy định là hàng hóa xuất khẩu, vận tải hàng hóa, vận tải quốc tế. Đó, thì tôi xin phân tích là cái mức thuế 0% là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ suy luận là gì, chúng ta nằm trong cái khung thuế suất nào. Và trong xuất khẩu thì nó có xuất khẩu dành ra bên ngoài biên giới, và cái thứ hai là xuất khẩu nằm trong khu chế xuất. Thì cái doanh nghiệp chế xuất là bản thân là gì, là họ sản xuất xong họ xuất khẩu. Đấy, thì người ta coi cái đấy được gọi là xuất khẩu.
Cho nên khi vào ở các cái doanh nghiệp khu chế xuất là chúng ta cung cấp hàng hóa vào đó, chúng ta đều phải mở tờ khai hải quan. Đấy, thì đấy là cái điều mà chúng ta lưu ý. Thì có một cái điểm là gì? Để chúng ta được hưởng cái thuế suất 0% thì nó có bộ chứng từ bao gồm 4 cái chứng từ bắt buộc. Đấy, thì anh chị lưu ý này. Cái thứ nhất là khi bán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cho khu thuế suất hay là cho ra bên nước ngoài thì cái chứng từ đầu tiên là có hợp đồng. Hợp đồng thỏa thuận hai hoặc các bên. Cái thứ hai đó là có tờ khai hải quan. Cái thứ ba đó là có invoice và hóa đơn chứng từ hóa đơn và các cái chứng từ liên quan. Đấy, và tiếp theo nữa đó là phải thanh toán qua ngân hàng. Cho nên ở đây chúng ta cũng cần lưu ý như này, khi hàng hóa mà chúng ta bán ra bắt buộc phải chuyển khoản qua ngân hàng, đó là hàng hóa xuất khẩu. Còn hàng hóa mà chúng ta bán trong nước người ta trả bằng tiền mặt ấy, thì cũng không sao. Ở đây cũng có rất nhiều anh chị em bị nhầm lẫn ở cái chỗ này. Đó là hàng hóa chúng ta mua vào thì bắt buộc phải chuyển khoản thì chúng ta mới được khấu trừ và tính được chi phí được trừ. Còn hàng hóa dịch vụ bán ra của chúng ta, khi mà chúng ta bán ra thì chúng ta thu bằng tiền mặt cũng được, thu bằng chuyển khoản cũng được, không có ảnh hưởng gì. Nhưng riêng đối với hàng hóa mà xuất khẩu thì bắt buộc phải chuyển khoản qua ngân hàng. Thì đấy là tôi cũng xin phân tích ở cái điểm về vấn đề liên quan đến thuế suất 0%. Và cái mức thuế suất 5% áp dụng với các cái hàng hóa, nhóm hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên rằng trong cái luật này thì đã được sửa đổi ở các cái luật sau thì chúng ta cũng cần phải tra cứu để cập nhật cho nó đủ. Đấy, thì các cái mức thuế suất 5%. Tất cả các cái doanh nghiệp mà có các cái hàng hóa thuộc về các cái trường hợp đặc biệt, ví dụ không chịu thuế 0%, 5% là phải tra rất kỹ. Và trừ tất cả các cái mặt hàng đó ra thì chúng ta sẽ còn lại đó là thuế suất 10%. Thế thì điểm rủi ro ở đây là gì? Doanh nghiệp được hưởng thuế suất 5% nhưng mà không biết lại tính bằng 10%. Thế rồi là doanh nghiệp phải suất 10% nhưng mà nhầm tưởng 5% khi vào quyết toán bị truy thu. Rồi doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng 10% nhưng mà bộ chứng từ thiếu, không đầy đủ. Thiếu tờ khai hải quan, thiếu chứng từ thanh toán. Rồi là thiếu chứng minh nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu, vân vân, đầu ra đầu vào sự cân đối hợp lý. Dẫn đến doanh nghiệp sẽ bị truy thu từ cái mức 0% này lên 10% là chuyện bình thường. Nhiều doanh nghiệp không đủ bộ chứng từ, tưởng mình được 0% để mang đi hoàn, khi vào kiểm tra thì chuyển thành 10%. Có không là có. Một trong những cái điều quan trọng nhất trong luật thuế giá trị gia tăng chính là điều 8, thuế suất. Điều 8 và điều 5 là hai cái điều gốc rễ quan trọng trong thuế giá trị gia tăng. Anh chị hãy dừng lại, tìm hiểu, đọc, phân tích kỹ trong vấn đề này. Đấy, thì trong ebook thì tôi đọc, tôi cũng bôi vàng, rồi tôi lốt lại một số những cái thông tin. Thế và cũng chẳng có ai có thể thuộc được hết cái vấn đề này cả. Khi anh chị hỏi thì tôi có thể trả lời tức thời cho anh chị, chẳng qua là tôi làm nhiều thì tôi nhớ. Nhưng mà có một lúc nào đó tôi không nhớ được nữa, anh chị hỏi tôi vẫn phải mở ra tôi tra lại. Cái cách để chúng ta đọc văn bản pháp luật để áp dụng là chúng ta không phải đi học thuộc, mà chúng ta hiểu được nó nằm ở đâu, để từ đó chúng ta biết cách để chúng ta tra cứu, phân tích, áp dụng ở trong doanh nghiệp của mình. Rồi, kết thúc điều 8, thuế suất. Thì sang đến điều số 9, đó là phương pháp tính thuế. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng thì bao gồm có phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Đấy, thì có hai cái phương pháp như vậy. Mà rồi, bây giờ nó được thể chế hóa khá là dễ. Ở trên phần mềm hỗ trợ kê khai là chúng ta vào đấy cái là chúng ta sẽ biết. Kết thúc phần này, tôi có thể sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị em về vấn đề liên quan đến kê khai thuế giá trị gia tăng, và đặc biệt đó là các vấn đề liên quan đến kê khai điều chỉnh.
Đấy, mà anh chị em có vướng cái gì trong cái công việc liên quan đến thực hiện kê khai, tính thuế, nộp thuế. Trong chúng ta gặp phải rất khó khăn trong quá trình khi mà chúng ta bị thanh tra giải trình quyết toán, đúng không? Gần như trong nghề ai cũng thấy kinh cái điều này, nhiều kinh nghiệm rồi vẫn cứ kinh. Vậy xoay quanh cái vấn đề quyết toán là gì? Quyết toán chính là cái việc mà cơ quan thuế đến để kiểm tra cái việc kiểm tra gì? Hồ sơ chứng từ, việc kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế của doanh nghiệp. Trong đó chủ yếu xoay quanh thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Rồi có một số những cái doanh nghiệp bây giờ nữa là thuế nhà thầu, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu như trên tinh thần chúng ta làm chủ được văn bản, hiểu được rõ, biết được rõ doanh nghiệp của mình đang áp dụng như thế nào, mà biết được rõ doanh nghiệp mình có tiềm ẩn rủi ro gì trong kê khai, trong tính thuế hay không. Thuế cái gì cái này? Thì chúng ta sẽ làm chủ được cái phần giải trình đó, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó khăn. Vâng, sang điều 10, đó là phương pháp khấu trừ thuế. Phương pháp khấu trừ thuế có nghĩa là chúng ta đang áp dụng ở doanh nghiệp của chúng ta căn cứ vào thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế giá trị tăng đầu vào. Chúng ta thực hiện kê khai, rồi lấy đầu ra, trừ đi đầu vào, xác định thuế giá trị tăng phải nộp. Một cái nữa đó là gì? Đến phương pháp tính trực tiếp. Điều 11 quy định về tính trực tiếp. Rồi sang đến chương 3 thì quy định về khấu trừ thuế và hoàn thuế. Thì trong đó có điều 12 quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thì cái này chúng ta cũng không còn xa lạ gì nữa. Tất nhiên rằng chúng ta đây là luật số 13 ban hành 2018 và có hiệu lực 2009. Sau đó nó đã có rất nhiều các văn bản, luật, nghị định, thông tư sửa đổi để chúng ta áp dụng. Tới thời điểm hiện tại thì điều kiện cơ bản để được thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ đó là gì? Đó là hàng hóa dịch vụ mua vào phải phục vụ mục đích kinh doanh này, có hóa đơn chứng từ đầy đủ này, được thanh toán qua ngân hàng, được thanh toán không bằng tiền mặt này. Thế vậy thì nó sẽ xảy ra các cái trường hợp đặc biệt nếu gặp phải trong khó khăn của doanh nghiệp, thì chúng ta tra lại trong các cái quy định để từ đó chúng ta biết được đó là điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho doanh nghiệp. Thường ở trong cái vấn đề này, doanh nghiệp của chúng ta gặp phải mấy cái vấn đề liên quan đến rủi ro. Rủi ro khấu trừ đầu vào này, cái thứ nhất rủi ro lớn nhất đó là gì? Doanh nghiệp đi mua hóa đơn đầu vào ở một nơi và mua hàng hóa một nơi. Có là đến chỗ nơi mua hàng hóa thì không có hóa đơn, thế mà chạy sang một cái chỗ khác để lấy hóa đơn. Đấy, thì dính phải hóa đơn công ty bỏ trốn. Đây là tai họa nhất. Tai họa không cứu được. Và cái này được nói quá nhiều rồi. Thế còn có một cái nội dung thứ hai ấy, là chúng ta cần phải hết sức lưu ý, đặc biệt là những anh em làm dịch vụ. Đó là hàng hóa dịch vụ mua vào phải phục vụ mục đích kinh doanh. Thế vậy thì chúng ta phải luôn luôn có cái phân tích cái mối quan hệ của hàng hóa mua vào và hàng hóa bán ra. Chúng ta nhìn trên cái hàng hóa đó, ở trên cái hóa đơn đầu vào ấy, và cái chứng từ liên quan đến đầu vào ấy, thì nó có phù hợp với cái phương án hoạt động kinh doanh và hàng hóa bán ra hay không. Nếu chỗ này mà không ổn. Dạ. Thì bỗng dưng là sẽ không đảm bảo và sẽ bị xuất toán. Đấy, thế và có một trong những cái điểm mà trong quá trình có rất nhiều anh chị khi hỏi tới tôi tư vấn hỏi rằng
doanh nghiệp của em có đầy đủ hóa đơn chứng từ, có hợp đồng, có hóa đơn, có chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng. Vậy bây giờ em bị gọi lên như thế này thì có rủi ro gì không? Thì cái gốc mà tôi hay hỏi anh chị là gì? Có mua hàng thật ở đây không? Hay là mua hàng nơi khác không? Đến đây lấy hóa đơn thôi. Đấy mới là vấn đề quan trọng nhất. Thì trên cái điều số 12 quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, chúng ta có đọc để nắm được rất rõ các quy định, điều kiện để chúng ta đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào. Tiếp theo sau đấy, đó là sang điều 13 là các cái trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Thì bây giờ cũng đã bị sửa đổi khá nhiều so trước rồi. Trước thì còn có cả quy định là gì? Âm liên tục. Đầu tiên là gì? 3 tháng, 12 tháng rồi được hoàn, nhưng bây giờ bỏ trường hợp này. Luật sửa. Và xoay quanh bây giờ thì ở trong doanh nghiệp chủ yếu có mấy cái trường hợp được hoàn. Thứ nhất đó là hoàn đối với trường hợp xuất khẩu. Các hàng hóa dịch vụ bán ra xuất khẩu thì sẽ được hoàn. Nhưng với điều kiện là phải có đầy đủ hệ thống hồ sơ, giấy tờ, chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành. Và đặc biệt liên quan đến vấn đề phân tích kỹ thuật. Nếu doanh nghiệp nào làm đúng, đủ, đúng bản chất thì không có vấn đề gì cả. Nhưng có rất nhiều doanh nghiệp không hoàn được bởi vì hệ thống hồ sơ giấy tờ chứng từ của doanh nghiệp. Mặc dù là nằm trong cái khung là được hoàn đấy, nhưng mà đến khi mà giải trình thì không làm được. Bởi vì hệ thống chứng từ hồ sơ của doanh nghiệp của anh chị không đảm bảo. Cho nên quyền lợi của doanh nghiệp khi được hoàn là không được chấp nhận. Cái đối tượng thứ hai được hoàn đó chính là gì? Dự án đầu tư. Dự án đầu tư thì trong cái tờ khai giá trị gia tăng nó có cả tờ khai mẫu 01 là kê cho hoạt động kinh doanh, mẫu 02 là kê cho dự án đầu tư. Và có các cái quy định điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Tuy nhiên rằng trong luật cũng có một vài những cái điểm nó cũng khá là đại để là đã là có khá nhiều những cái điểm mà nó bất lợi cho doanh nghiệp trong thực tế. Như vừa rồi các cái dự án mà liên quan đến đến đầu tư điện năng lượng mặt trời là đều vướng phải luật không hoàn được. Trong đó có quy định là gì? Dự án sẽ đang trong giai đoạn đầu tư chưa phát sinh doanh thu thì được hoàn. Thì tôi cho cái câu mà chưa phát sinh doanh thu không được hoàn đấy. À, chưa phát sinh doanh thu thì mới được hoàn, mà phát sinh doanh thu rồi không được hoàn thì cái câu chuyện đó là câu chuyện nó không đúng. Chắc sớm muộn thì cũng sẽ có những các cái việc đấu tranh rồi là nghiên cứu để sửa cho phù hợp. Tuy nhiên rằng chúng ta vẫn phải áp dụng cái văn bản pháp luật hiện hành. Chúng ta chỉ phân tích ở góc độ chuyên môn để chúng ta thấy cái điều đó nó có những bất cập để mà chúng ta áp dụng cho doanh nghiệp chúng ta cho nó phù hợp thôi. Hay ví dụ như cái doanh nghiệp điện vừa rồi ấy, nó có viết cả lên cả truyền hình về cái vấn đề phân tích cái tình huống đó. Đó là về cái việc đó là gì? Doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện thì phải khi được cấp phép, cấp cái giấy phép có điều kiện đấy thì mới đủ điều kiện để hoàn. Thế mà đợi để cấp đủ cái điều kiện đấy thì phải đóng điện rồi. Thế thì đóng điện rồi thì bảo đã có doanh thu không cho hoàn. Thì nó có nhiều những cái điều mà phải phân tích về bản chất. Chúng ta ở đây chúng ta đều là những nhà làm chuyên môn và chúng ta cũng đang chỉ phân tích ở góc độ bản chất thôi. Chúng ta không bàn đến các vấn đề khác. Thì tôi thấy có một cái điều đó. Thế rồi là thì có những cái doanh nghiệp, ví dụ như là có doanh nghiệp khách sạn hoàn thành vào 20
hoàn thành vào giữa quý, tôi lấy ví dụ như thế. Ngày 30 tháng 6 thì sẽ là kê khai hết quý. Nhưng mà cái doanh nghiệp nó khánh thành vào ngày 20 tháng 4 chẳng hạn. Khi mà 20 tháng 4 hoàn thành, hết người ta đi vào, người ta hoạt động, thì đến lúc đến tháng 6 người ta mới kê khai được quý 2. Lúc đó người ta hạ hoàn tại thời điểm quý 2 thì bảo doanh nghiệp phát sinh doanh thu rồi, không cho hoàn. Thế thì đó là luật bất cập rõ rồi, chẳng có gì phải bàn cả. Thế nhưng mà đi thực tế nhưng mà đi đòi thì vẫn cứ không được đấy. Thế thì cái vấn đề này cũng đang đấu tranh để sửa cho phù hợp. Tôi nghĩ là chắc là luật những cái điều gì bất cập thì cũng sẽ được các cái nhà chuyên môn làm luật sẽ có những cái thay đổi để cho nó phù hợp, để tránh trường hợp nó bị cài cắm vào trong những cái câu từ. Thực tế khi mà chúng ta tìm hiểu sâu về văn bản pháp luật, chúng ta thấy có rất nhiều những cái điểm nó bị chồng chéo ấy, chứ không phải không đâu. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng không phân tích là gì, là nói về cái việc là gì sai nằm ở đâu như thế nào, mà tôi cũng chỉ muốn nói là phân tích ở các cái điều đó để chúng ta làm sao cho chúng ta áp dụng ở trong doanh nghiệp chúng ta cho nó phù hợp, và cũng mong đợi những cái điều bất cập sẽ có những cái văn bản sau đấy nó sẽ được điều chỉnh sửa đổi cho nó phù hợp. Đấy, thì ở trong cái vấn đề liên quan đến hoàn của dự án đầu tư thì có một số những cái điểm ở trong đấy tôi nghĩ rằng, quan điểm của tôi là gì, nó chưa, nó có những cái điểm chưa phù hợp. Thế và có rất nhiều các doanh nghiệp không hoàn được. Thôi những cái doanh nghiệp mà không đủ hồ sơ, giấy tờ, chứng từ để vi phạm quy định của luật không được hoàn thì tôi không nói. Thì thôi cái chuyện đó là cái câu chuyện đương nhiên rồi, cái quy định của luật pháp chúng ta cần phải đảm bảo. Nhưng có rất nhiều những cái doanh nghiệp mà thì vào phân tích thì hồ sơ rồi là thực tế làm đúng theo quy định, nhưng chỉ do những cái điều bất cập trong quy định hiện tại mà có thể cũng rơi vào trường hợp không được hoàn. Đấy, thì trong những trường hợp đó thì chúng ta buộc phải đấu tranh công văn đó, để bảo vệ được là gì, thỏa đáng cái quyền lợi của doanh nghiệp. Đấy, thì tôi cũng xin phân tích về cái vấn đề trường hợp được hoàn. Và một cái trường hợp nữa, đó là hoàn các cái nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn ODA tài trợ. Đấy, thì xoay quanh cũng chủ yếu là một vài cái điểm được hoàn như vậy. Thì quy định ở trong điều 13. Chúng ta đọc văn bản gốc rồi, chúng ta sẽ cần đọc các cái văn bản sửa đổi bổ sung nữa. Lát sau tôi sẽ sang một vài cái, ba cái luật sửa đổi bổ sung luật thuế giá trị gia tăng này để chúng ta lướt. Nó bổ sung cho cái luật thuế giá trị gia tăng gốc này. Rồi điều 14 quy định về hóa đơn và chứng từ. Thì tất cả các cái hàng hóa dịch vụ khi mà chúng ta thực hiện bán ra hay là mua vào thì đều phải có hóa đơn chứng từ. Đều phải có hóa đơn chứng từ. Cho nên ở đây cũng có rất nhiều những câu hỏi của các anh chị. Ví dụ như là gì, khi mà doanh nghiệp bán dưới 200.000 thì nằm trong đối tượng không phải xuất hóa đơn. Thì cái điều đó không đúng. Tất cả các hàng hóa dịch vụ mà của chúng ta bán ra chúng ta đều phải xuất hóa đơn. Chỉ có những các cái hóa đơn bán lẻ thì chúng ta cần phải thống kê lại và chúng ta sẽ xuất hóa đơn đầu ra để cho chúng ta tính thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện nay. Đấy, thì quy định về hóa đơn chứng từ thì có quy định ở trong luật quản lý thuế. Trong luật kỷ luật quản lý thuế có hóa đơn chứng từ và có hẳn một cái nghị định 123 quy định về hóa đơn chứng từ, và trong đó có hóa đơn điện tử. Ở trong luật kế toán cũng có cả một phần hướng dẫn về vấn đề liên quan đến chứng từ. Đấy, thì các cái văn bản liên quan đến quy định về hóa đơn chứng từ thì đối với trong luật thuế giá trị gia tăng này cũng có quy định cả một điều, đó là điều số 14, hóa đơn và chứng từ. Thì mọi giao dịch nghiệp vụ kinh tế phát sinh chúng ta đều phải có hóa đơn chứng từ để chứng minh cho cái giao dịch nghiệp vụ đó. Thế mà khi mà chúng ta bán hàng hóa ra chúng ta phải xuất hóa đơn. Đó là thời điểm chúng ta xuất hóa đơn, đó chính là thời điểm chúng ta tính thuế. Và theo quy định của thời gian, ví dụ kê khai theo tháng hay kê khai theo quý, thì chúng ta sẽ kê khai
cái thuế giá trị gia tăng và sau đó chúng ta đi nộp thuế giá trị gia tăng. Hành vi của cái việc mà trốn thuế nó chính là gì? Nghiệp vụ kinh tế phát sinh không lập chứng từ hoặc lập chứng từ không đúng thì nó dẫn đến làm thay đổi không đúng về cái nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đối với nhà nước. Đó là điều 14 và sang chương cuối cùng, nó chương 4 điều khoản thi hành. Thì hiệu lực này, văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 2009 cho đến hiện tại. Đấy, mà cái luật này thì nó đã thay thế cho các cái luật trước đó. Còn điều 16 là hướng dẫn thi hành, thì ở đây này, chính phủ có hướng dẫn thi hành ở điều 5, điều 7, điều 8, điều 12, điều 13. Đấy, có quy định rõ. Để làm rõ các cái vấn đề đó thì điều 5 chính là gì? Điều 5 chúng ta vừa ban nãy nói chính là gì? Đối tượng không chịu thiếu thuế. Điều 7 đó là gì? Đó là giá tính thuế. Điều 8 chính là thuế suất. Điều 12 chính là khấu trừ thuế đầu vào và điều 13 đó là hoàn thuế giá trị gia tăng. Đấy, trong luật có quy định luôn về những cái điều là cần phải hướng dẫn chi tiết. Đó, thì đấy là tôi xin tóm tắt tổng thể về cái luật thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên rằng trong luật thuế giá trị gia tăng được ban hành năm 2008 thì đã có các cái luật sửa đổi bổ sung. Thì trong đó có cái sửa đổi bổ sung lớn đó là vào luật số 31 năm 2013. Ban hành ngày 19 tháng 6 2013 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Thì khi mà chúng ta đọc cái phần luật sửa đổi bổ sung này thì chúng ta lưu ý này, thứ nhất là cái điều 1 này thì nó có sửa đổi bổ sung này. Thì một này là các cái khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23, 25 ở trong cái điều 5. Đấy, thì chúng ta cần phải tra lại các cái nội dung này, đó chính là gì? Quy định chi tiết về các cái vấn đề đối tượng mà không chịu thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì ở trong cái điều 5 ấy, mà chúng ta vừa đọc ở cái luật năm 2008 ấy, thì bây giờ chúng ta phải cần phải tra chi tiết xem là trong doanh nghiệp của chúng ta nó có bị thay đổi áp dụng theo cái luật 2008 thì đến 2013 này và áp dụng cho 2014 trở đi này thì có cái điều gì, các cái ngành hàng nào của chúng ta mà nó bị sửa đổi bổ sung hay không, chúng ta cần phải tra rất là kỹ. Thế xong đến cái điểm 2 này, mục 2 này đó là các cái điểm A, B, D khoản 1 điều 7 được sửa đổi bổ sung. Điều 7 đã quy định về giá tinh thuế. Đấy, trong thuế giá trị gia tăng thì giá tinh thuế. Thì chúng ta tra xem trong cái điều 7 và nó đang bổ sung cái thông tin ở trong điều 7 đó là cái gì. Thế rồi điểm thứ 3 thay đổi của luật thuế giá trị gia tăng đó chính là sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 8 và bổ sung điểm quy của khoản 2 điều 8. Thì ở đây bắt đầu quy định này, ví dụ như là khoản 1 điều 8, điều 8 chính là thuế suất 0%. Đấy, thì quy định chi tiết lại về vấn đề liên quan đến những các cái hàng hóa của chúng ta được hưởng 0% và những hàng hóa không được hưởng 0%. Đấy, sau đó quy định ở cái đoạn đây, khoáng sản này, sản xuất này. Một số các cái ngành hàng đối tượng không chịu thuế mà khi xuất khẩu không được tính là 0%. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải xem lại cái này. Đấy, sau đó đến điểm 4 này là sửa đổi điều 10. Điều 10 chính là phương pháp khấu trừ. Khấu trừ thuế. Sau đó đến tiếp nữa đó là điều 11 là phương pháp tính trực tiếp. Đấy, thì trong này nó sẽ đã bổ sung về cái vấn đề đó là gì, cái mức thuế suất khi mà tính theo phương pháp trực tiếp 1%. Lúc trước ở trong luật là không có quy định mà sau này mới có quy định.
1%, 5%, 3%, 2%. Điều 12 là khấu trừ thuế trị gia tăng đầu vào là cũng được sửa đổi bổ sung. Trong điều 13 là quy định về hoàn thuế. Đấy thì cái luật số 31 này nó sửa đổi khá nhiều những cái nội dung thông tin trong luật thuế giá trị gia tăng. Và sau cái luật số 31 này thì nó sẽ có cái nghị định, buổi sau chúng ta sẽ cùng trao đổi. Đó là cái nghị định 209 này. Nó sẽ hướng dẫn và nó sẽ thay đổi cái nghị định trước đấy. Đấy thì ở cái phần mà luật thuế giá trị gia tăng được ban hành và luật sửa đổi bổ sung. Khi mà chúng ta trao như vậy thì ở đây nó có hai cái đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất là tất cả anh chị em chúng ta làm trong ngành nghề về tài chính kế toán thì chúng ta cần phải nắm được rõ cái văn bản nó nằm ở đâu mà chúng ta cần phải tra cứu. Thì từ hôm nay tôi, cái cách đọc văn bản thì tôi cũng chỉ cùng với anh chị phân tích và xác định cái phương pháp để chúng ta tra cứu thôi. Cái đối tượng thứ hai là đối tượng những anh chị mà chuẩn bị ôn thi cho chứng chỉ hành nghề ấy, thì bắt buộc anh chị cần phải tóm tắt để anh chị nắm được. Và khi thi ấy, thì bao giờ cũng sẽ nằm ở những cái đoạn này. Và chắc chắn sẽ lấy ở cái đoạn mà nó gì? Có những cái vấn đề thay đổi, có tính chất mới này. Và chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn giữa các quy định mới và quy định cũ. Làm nào chúng ta nhớ được thì chúng ta vẫn phải tóm tắt lại. Đấy. Và sau đó nữa thì có cái luật số 71 cũng có sửa đổi bổ sung một số điều. Trong luật 71 này thì sửa đổi rất là nhiều luật. Thì trong đó có thu nhập doanh nghiệp này, thu nhập cá nhân này. Thì trong luật thu nhập cá nhân này cũng có nói về rất là nhiều này. Thế và ở đây nó sẽ có một cái điểm mà chúng ta trong cái luật 71 này, nếu anh chị em nào nghiên cứu sâu thì cũng sẽ thấy được có nhiều cái thứ thú vị này. Là quy định về thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp của doanh nghiệp và đối với cá nhân kinh doanh thì sẽ được tính thuế giá trị gia tăng như thế nào. Đấy, quy định trong thuế thu nhập cá nhân nhé. Chúng ta mang cái đấy ra so sánh thì chúng ta mới thấy được sâu ở trong những cái vấn đề quy định. Có những cái thú vị ở đây. Ở trong luật 71 này thì nó chỉ có cái điều 4 này. Sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng thì ở đây có sửa đổi bổ sung là khoản 7 điều 2. À đây, đây là luật tài nguyên, xin lỗi. Đây, điều 3, quy định sửa đổi về thuế giá trị gia tăng. Thì nó vậy vẫn xoay quanh sửa đổi bổ sung khoản 3 bổ sung khoản 3 điều 5. Lại tiếp tục quay về vấn đề đối tượng không chịu thuế. Rồi sửa đổi điểm B khoản 2. Quặng để sản xuất về phân bón này. Đấy. Khoản 2 điều 8. Đấy thì khi mà chúng ta đi tra cứu thì chúng ta cần phải nắm được như thế này. Rồi hỏi sâu lắm, tại vì nhiều khi mà chúng ta còn không biết là có luật nào đang sửa đổi cho luật nào. Các cái văn bản chúng ta cần phải đọc tra. Nhiều khi chúng ta đọc đến luật thôi thì là không đủ rồi, tại vì luật đấy nó đã được sửa đổi bổ sung rồi. Rồi gần đây nhất nữa là gì, được sửa đổi 106. 106 thì cũng sửa đổi bổ sung giá trị gia tăng tiêu thụ đặc biệt. Thì đây trong thuế giá trị gia tăng có sửa đổi khoản 1, khoản 9, 23, điều 5. Xoay quanh sửa đổi về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế rất là nhiều. Thế cho nên khi mà chúng ta tra cứu về cái đối tượng không chịu thuế là chúng ta cần phải tra trên luật và các cái luật sửa đổi bổ sung. Tiếp tục nữa, chi tiết đến nghị định và thông tư hướng dẫn để xác định được chính xác về cái việc mà chúng ta, ngành hàng chúng ta kinh doanh đang nằm trong đối tượng nào.
Đó là cái nội dung mà buổi ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng anh chị, tìm hiểu về luật thuế giá trị gia tăng và các luật sửa đổi bổ sung. Vậy tóm lại trong luật thuế giá trị gia tăng thì quy định về các vấn đề đối tượng chịu thuế và không chịu thuế. Sau đó là căn cứ để tính thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, điều kiện khấu trừ, rồi quy định về hoàn. Thế và một luật, một loạt các cái luật sửa đổi bổ sung thì cũng xoay quanh hai vấn đề mà sửa đổi bổ sung nhiều nhất, chính là điều 5 về việc là gì? Đối tượng không chịu thuế. Và trong cái luật này cũng là một trong những cái sắc thuế rất lớn. Tôi tin rằng là gì, chúng ta đều hiểu được toàn bộ những các cái nội dung căn bản quy định về thuế giá trị gia tăng. Kể cả những anh chị em không nằm trong ngành thì suốt ngày chúng ta cũng đều biết được VAT là gì, thuế giá trị gia tăng, có lấy hóa đơn giá trị gia tăng hay không. Nó đi vào trong cuộc sống mà gần như mọi người chúng ta đều biết. Tuy nhiên rằng áp dụng thực tế trong doanh nghiệp và những cái điều để khi chúng ta bảo vệ, giải trình, quyết toán, chủ động trong công tác về thuế, thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp thì cũng không phải là một điều đơn giản. Và trong cái phạm vi của nội dung của buổi ngày hôm nay thì tôi cũng xin dừng lại ở đây. Cũng đã tóm tắt, cũng đã phân tích cùng anh chị toàn bộ tổng thể về thuế giá trị gia tăng, luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi bổ sung. Buổi hôm sau tôi sẽ cùng với anh chị xem lại xem là gì, nghị định hướng dẫn chi tiết về cái luật này như thế nào. Với mong muốn đó là chúng ta hiểu được rõ các văn bản pháp luật hiện hành và phương pháp để chúng ta tra cứu áp dụng vào trong doanh nghiệp một cách tốt nhất. Và sau đây thì tôi xin được giải đáp các cái câu hỏi trong tuần vừa qua. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.